Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Toàn Phát, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương làm theo gương Bác Hồ. Cao tốc Bắc Nam xác định được liên danh nhà đầu tư. Học sinh trường Trung học phổ thông Ân Thi, tỉnh Hưng Yên chế tạo và thử nghiệm thành công máy rửa tay tự động. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước, sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm nó dồi dào và lan rộng mãi. Trong những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo luôn được công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Toàn Phát, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phát động đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động. Các sáng kiến được đưa vào áp dụng đều mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty và cho người lao động. Sau một thời gian nghiên cứu, anh Cao Văn Cẩn, cán bộ kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Toàn Phát đã chế tạo thành công bộ gá hơi lắp vào máy tiện để tiện các vật kim loại theo ý muốn. Điều đặc biệt của bộ gá này là làm việc theo nguyên lý ép lực do khí nén tạo ra khi kẹp phôi. Người công nhân chỉ cần đưa phôi vào vị trí, bật công tắc, hệ thống hơi sẽ tự kẹp phôi thay cho trước kia phải vặn từng con bu lông một, giúp giải phóng sức lao động cho công nhân và nâng cao độ chính xác của vật sau khi gia công vì lực ép được phân bố đều trên chi tiết gia dụng. Khi đưa bộ gá hơi vào sử dụng đã giúp năng suất tăng 30% so với giải pháp cũ, 40% sức lao động của công nhân được giải phóng. Ngay trong năm đầu, sáng kiến đã mang lại giá trị kinh tế cho công ty hơn 400 triệu đồng. Tăng năng suất lên rất nhiều lần, ngày xưa là phải gá bằng thủ công ấy, thì chỉ được khoảng độ 2/3 cái sản lượng, bây giờ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Còn đây là khu vực làm việc của các công nhân sửa chữa, khắc phục động cơ hỏng. Kể từ khi chiếc máy rút dây đồng được anh Nguyễn Trọng Hiếu, cán bộ phòng kỹ thuật công ty chế tạo ra, thì điều kiện làm việc của các công nhân đã thay đổi hoàn toàn, hiệu quả và sản lượng công việc cũng tăng nhiều lần. Trong khi chiếc máy được hoàn thành hoàn toàn trên cơ sở nghiên cứu từ thực tế của anh Hiếu và sử dụng các vật liệu sẵn có tại công ty. Trước để làm được một cái sheet này làm thủ công ấy, thì ví dụ là 1 giờ thì họ chỉ làm được khoảng được 4-5 cái thôi. Nhưng bây giờ 1 giờ họ có thể làm được 3-40 cái. Nó phải gấp đến 7 đến 10 lần, 9 lần. Với trên 100 lao động, những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Phát đã thu hút và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động. Các sáng kiến được đưa vào áp dụng đều mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty và người lao động. Chỉ tính riêng năm 2019, trong số 4 bằng lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 4 cá nhân của Hải Dương, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Phát có 2 người. Họ là những công nhân lao động có niềm đam mê sáng tạo, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những công việc thường ngày, luôn nỗ lực tìm tòi để nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 1161 ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây nhà ở năm 2019-2020 đợt 2. Theo đó, toàn tỉnh có 880 hộ người có công và hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà, trong đó có 384 hộ người có công với cách mạng và 496 hộ nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ là 70 tỷ 400 triệu đồng, mức hỗ trợ 80 triệu đồng một hộ, bao gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng một nhà, ngân sách huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà, nguồn xã hội hóa 30 triệu đồng một nhà. Trong đó, các địa phương có nhiều hộ được hỗ trợ xây nhà là huyện Ân Thi 224 hộ, huyện Khoái Châu 211 hộ, huyện Phù Cừ 111 hộ, huyện Văn Lâm 74 hộ. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.600 hộ được hỗ trợ xây nhà ở theo chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo giai đoạn 2019-2020. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 16 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5, các cơ quan chức năng đã chi trả 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 năm 2020, tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho gần 429.000 người, tương ứng với 97% số người đăng ký nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trực tiếp bằng tiền mặt. Quá trình chi trả hơn 3.800 tỷ đồng, bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng đối tượng thụ hưởng. Một số địa phương đã hoàn thành gần 100% việc chi trả.
Dự án Ngân hàng Bò được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai từ năm 2010 với mục tiêu giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vươn lên phát triển kinh tế thông qua hình thức trợ giúp bò sinh sản. Trong đó, tại huyện vùng cao Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, dự án được bắt đầu triển khai từ năm 2012 ở các xã Trường Ơn, Triềng Khai, Mường Chiêng, Mường Tôn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Vài năm trước, gia đình anh Lò Văn Yêu ở bản Xe, xã Trường Ơn, huyện Quỳnh Nhai là một trong những hộ nghèo của địa phương, thu nhập chỉ trông chờ vào vài trăm mét vuông nương ngô và sắn. Năm 2012, qua bình xét của xã, gia đình được cấp một con bò giống từ dự án Ngân hàng Bò, đồng thời được tập huấn kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản. Đến nay, đàn bò của gia đình anh đã nhân lên gấp 5 lần. Gia đình anh Lò Văn Yêu đã thoát được nghèo. Gia đình tôi đã bàn giao và chuyển cho người khác. Nay đã thành 4 con. Nhờ mô hình này, gia đình tôi đã thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Cùng ở bản Xe, xã Trường Ơn, gia đình anh Hoàng Văn Tích cũng là một trong số 20 hộ được nhận bò giống từ dự án Ngân hàng Bò. Từ một con bò cái đầu tiên, đến nay gia đình anh đã phát triển lên thành 4 con. Năm 2014, gia đình được công nhận thoát nghèo. Dự án Ngân hàng Bò là một mô hình đặc biệt, không chỉ ở hiệu quả thiết thực do dự án mang lại, mà còn ở cách tư duy và phát triển dự án. Mỗi hộ gia đình nghèo được tặng một con bò giống, và sau khi bò giống đẻ lứa đầu, hộ được hưởng lợi tiếp tục chăm sóc bê con từ 6 đến 12 tháng tuổi, rồi chuyển giao bê con cho Hội Chữ Thập Đỏ để tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo khác. Theo bình xét của các địa phương gửi về, sau khi mà những con bò này nuôi và phát triển hộ kinh tế thì các cái hộ gia đình hiện nay đang nuôi bò của dự án là đều đã thoát nghèo. Dự án Ngân hàng Bò được triển khai một cách toàn diện đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, mang lại tư liệu sản xuất bền vững cho các hộ dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của huyện Quỳnh Nhai trong thời gian qua và những năm tới. Sau khi sơ tuyển trong nước, dự án đường cao tốc Bắc Nam đã xác định được danh tính, liên danh các nhà đầu tư đủ điều kiện, nhận hồ sơ mời thầu và chuẩn bị bước vào vòng đấu thầu. Theo đó, có 18 liên danh nhà đầu tư đã được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận đủ điều kiện nhận hồ sơ mời thầu tại 7 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cụ thể, 7 trên tổng số 8 dự án thành phần có tối thiểu 2 nhà đầu tư với tổng cộng 18 liên danh nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo và Phan Thiết Dầu Dây. Riêng dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết không có nhà đầu tư qua sơ tuyển. Về phía các doanh nghiệp tham gia sơ tuyển, công ty cổ phần tập đoàn Cienco 4 là doanh nghiệp nằm trong các liên danh nhà thầu trúng tuyển nhiều nhất khi có mặt ở hầu hết 7 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Đứng thứ hai là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex khi nằm trong thành viên của các liên danh nhà đầu tư trúng sơ tuyển tại 5 dự án. Bộ Giao thông Vận tải đưa ra kế hoạch sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà đầu tư trong tháng 5 năm 2020, thời gian tối thiểu theo quy định để triển khai giai đoạn đấu thầu khoảng 6 tháng. Vùng vải chín sớm xã Tam Đa huyện Phù Cừ đang tập trung thu hoạch, sản lượng ước đạt cao gấp 4 lần so với năm 2019, nhưng giá giảm từ 3 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Các điểm thu mua vải ở xã Tam Đa đang rất nhộn nhịp. Tại điểm thu mua của ông Nguyễn Văn Đô, giá vải dao động từ 17 đến 18.000 đồng 1 kg, giá giảm từ 3 đến 7.000 đồng so với năm trước. Tuy nhiên năng suất lại cao hơn nhiều. Đầu vụ thị trường tiêu thụ thuận lợi, trung bình mỗi ngày xã Tam Đa đã tiêu thụ khoảng hơn 150 tấn vải. Ngoài ông Đô, xã Tam Đa còn 15 điểm thu mua khác cũng đang tập trung thu mua vải chín sớm cho bà con để kịp cho các đơn hàng. Vải sớm được đóng gói và xuất bán sang các thị trường miền Nam, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia. Xã Tam Đa có 240 ha vải, giống vải chín sớm, năng suất vải vụ này ước đạt từ 2.400 đến 2.500 tấn, cao gấp 4 lần so với năm 2019. Từ chiều ngày 13 tháng 5, các doanh nghiệp thu mua quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc tập trung về huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thu mua vải với số lượng lớn. Do lượng vải chín chưa rộ, chất lượng quả vải thơm ngọt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên giá bán bắt đầu tăng so với mấy hôm trước. Giá vải u trứng trắng, u hồng từ 40 đến 42.000 đồng kg tăng lên 45 đến 46.000 đồng kg. Trong khi vải u trứng trắng, u hồng ở các nơi khác giá bán chỉ 35 đến 38.000 đồng kg. Theo các doanh nghiệp thu mua quả vải xuất khẩu, giá vải Thanh Hà luôn cao hơn các nơi khác từ 5 đến 7 giá.
Việc xuất khẩu quả vải sang Trung Quốc thuận lợi, doanh nghiệp vận chuyển vải lên cửa khẩu, thương lái Trung Quốc đón và nhận hàng tại cửa khẩu. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Vốn là một học sinh giỏi có niềm đam mê đặc biệt với công nghệ nên em Đoàn Khắc Hùng, học sinh lớp 11A9, trường Trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã biến những ngày nghỉ học trở nên có ích hơn khi tìm tòi nghiên cứu và chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động. Hiện chiếc máy rửa tay do em chế tạo đã được lắp đặt và sử dụng tại nhiều lớp học của nhà trường. Khi bắt đầu nảy ra ý tưởng nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động, Hùng nhận được sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần của bố mẹ thầy cô. Em tận dụng một số linh kiện của các thiết bị cũ trong gia đình, mua thêm đồ dùng cần thiết để bắt tay vào tìm tòi nghiên cứu. Sau nhiều phiên bản được thử nghiệm, đến nay Hùng đã làm ra sản phẩm hoàn thiện với kết cấu nhỏ gọn, hợp lý nhất. Kinh phí sản xuất một chiếc máy khoảng 400.000 đồng. Sản phẩm máy rửa tay tự động hoàn thiện của Hùng có tính năng thả phun dung dịch sát khuẩn với định lượng đã cài sẵn tự động. Từ nguồn xã hội hóa của trường, Hùng đã sản xuất 7 chiếc máy để tại trường Trung học phổ thông Ân Thi, một chiếc tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn và phục vụ cho gia đình. Trong quá trình quan sát giáo viên cũng như học sinh sử dụng, chúng tôi thấy là máy này rất tiện lợi, sạch sẽ, không vương nước rửa tay ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Hùng vẫn tiếp tục nuôi ý tưởng nâng cấp chiếc máy có thể sử dụng năng lượng mặt trời để lắp đặt tại các nơi công cộng. Em cũng từng xuất sắc giành giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh khi nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị hỗ trợ và bảo vệ người khiếm thị. Trong tương lai thì em muốn lắp đặt, cải thiện cái máy giá thành rẻ hơn. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển từ phần mạch đến phần cơ cấu máy để cho nó tốt hơn. Thành công của Hùng trong việc chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động là một minh chứng rõ nét trong việc vận dụng kiến thức trên lớp gắn với thực tiễn cuộc sống của học sinh. Qua đó giúp các em có thể phát huy sự sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian qua, Hội khuyến học các cấp ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thu hút nguồn vốn quỹ và phát triển phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện nay, bí thư chi bộ, trưởng thôn trong toàn huyện Thanh Miện đều là chi hội trưởng khuyến học các làng, khu dân cư. Ở cấp xã, có đến 9 trên 17 chủ tịch hội khuyến học các xã thị trấn đều đảm nhận các chức danh đảng, chính quyền. Ghi nhận tại xã Ngũ Hùng, nguồn vốn quỹ của hội khuyến học xã hiện đạt trên 1,8 tỷ đồng. Các hoạt động khen thưởng động viên học sinh và giáo viên có thành tích cao trong học tập tại các chi hội dòng họ, hội liên gia đã động viên khích lệ phong trào học tập trong mọi tầng lớp nhân dân. Đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương, làm chủ tịch, phó chủ tịch hội thì nó có cái thuận lợi trong cái việc triển khai các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên về công tác khuyến học khuyến tài cũng như là xây dựng các cái mô hình học tập từ trung ương về đến tỉnh và huyện và về đến địa phương, triển khai tới các cơ quan ban ngành đoàn thể và được cụ thể vào các cái chương trình hành động của Đảng, các cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và kế hoạch chỉ đạo của Ban dân xã được kịp thời và nó nhanh gọn cũng như là hiệu quả. Nhờ phát huy vai trò người đứng đầu nên phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở Thanh Miện đã phát triển đồng đều ở 17 xã thị trấn. Hoạt động khuyến học không chỉ dừng lại ở việc tặng quà thăm hỏi động viên học sinh trong dịp đầu năm học, ngày giỗ của các dòng họ mà đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện có hơn 18.000 hội viên chiếm 35% dân số làm khuyến học. Các chi hội khuyến học cũng đã phát huy tốt vai trò của mình để đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Thanh Miện phát triển. Nhìn chung hàng năm là thôn chúng tôi như vậy là đều coi như vậy động viên các dòng họ để coi như vậy là làm cái cao trào khuyến học. Thì thôn tôi đã coi như vậy là cái quỹ khuyến học của thôn là các dòng họ thì đạt được cỡ 100 triệu. Và thôn thì chúng tôi cũng có cỡ vào khoảng 50 triệu. Và thường ra động viên các cháu ở dưới mức độ các dòng họ thì cỡ vào khoảng mỗi năm là phải cỡ hơn chục triệu. Và ở thôn chúng tôi cũng phải cỡ 7 triệu để tập trung để cho các cháu. Do cái việc làm tốt, cái việc chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền, phải khẳng định được rằng là các đồng chí lãnh đạo của huyện Thanh Miện, từ bí thư, đồng chí chủ tịch, đồng chí phó chủ tịch,
rồi đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đương chức hiện nay, là các đồng chí đã gương mẫu và đầu tham gia vào cái ban chấp hành của Hội khuyến học huyện, rồi tham gia vào ban thường vụ Hội khuyến học huyện để trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, cho nên là toàn bộ những cái công việc về công tác khuyến học nó triển khai một cách hiệu quả và đạt cái thành tích cao nhất. Thời gian tới, Hội khuyến học huyện Thanh Miện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp phát triển mạnh mẽ tổ chức hội tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo, các hội đoàn thể, trong đó đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huyện Văn Lâm là một trong những điểm sáng về công tác cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên. Trong 3 năm từ năm 2017 đến 2019, Văn Lâm liên tiếp đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã và thành phố. Việc cải cách hành chính, đạt sự hài lòng của người dân doanh nghiệp lên trên hết đã trở thành tiêu chí hành động thi đua của tất cả các cơ quan hành chính và cả các đơn vị thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn huyện Văn Lâm. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua, Văn Lâm luôn là địa phương đi đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, đáp ứng nhu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, đưa kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Tôi cũng có đến đây một vài lần, tôi thấy tất cả các cán bộ ở đây tiếp đón chúng tôi rất là nhiệt tình, rất là chú đáo, không có gì chê được, hướng dẫn rất là chi tiết. Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019, trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019, huyện Văn Lâm liên tục giữ vị trí đứng đầu bảng về cải cách hành chính khối các huyện, thị xã và thành phố. Đến nay, Văn Lâm đã duy trì thực hiện rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực, đã mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Tôi thường xuyên đến bộ phận một cửa của huyện và để giải quyết một số cái vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, như là một số các cái giấy tờ, ví dụ như quá trình hoạt động này, về lương thưởng bảo hiểm này, và đặc biệt là các cái giấy phép liên quan đến các thủ tục ở phòng một cửa, thì tôi thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là bộ phận một cửa rất là nhanh, thứ hai nữa là sự đón tiếp rất là nhiệt tình. Và tôi thấy rất là hài lòng. Để làm tốt công tác và thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính thì ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ, chúng tôi là tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên về nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là một nội dung về thực hiện tiếp dân tại bộ phận một cửa. Ngoài trình độ đã được đào tạo thì hàng ngày phải cập nhật các văn bản của cấp trên để làm sao mà đảm bảo trên tinh thần phục vụ dân theo đúng quy định pháp luật và thể hiện sự hài lòng của người dân đối với trách nhiệm của một cơ quan là phục vụ dân. Nhằm tiếp tục thực hiện cái mục tiêu nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của khách hàng đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, huyện Văn Lâm tiếp tục với mục tiêu và yêu cầu đối với cấp huyện cần nâng cao hơn nữa để đạt được sự hài lòng thực chất của người dân bằng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ thì luôn mỉm cười, tận tình, chu đáo, nâng cao cấp độ dịch vụ công mức độ 3-4. Đối với cấp xã cũng tương tự, đấy, giải quyết nhanh chóng trước thời hạn, nâng cao dịch vụ công mức độ 3. Năm 2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện Văn Lâm xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá với nhiều cách làm sáng tạo. Để tiếp tục tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn Lâm đã triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. Liên quan tới vụ việc gây rối trật tự ở nhà máy nước Phượng Hoàng ở xã An Phượng, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị cáo, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Phạm Duy Cảng, sinh năm 1969, trú tại thôn Ngoại Đàm, Nguyễn Đức Ngọc, sinh năm 1958, trú tại thôn Ngoại Đàm, Nguyễn Danh Vẽ, sinh năm 1966, trú tại thôn Phượng Đầu,
Lưu Cung Thắng, sinh năm 1979, trú tại thôn Văn Xuyên và Trần Thị Thủy, sinh năm 1982, trú tại thôn Tứ Cường, tất cả cùng ở xã An Phượng, huyện Thanh Hà. Trong đó, ba đối tượng bị tạm giam là Phạm Duy Cảng, Nguyễn Đức Ngọc và Nguyễn Danh Vẽ. Hai đối tượng còn lại áp dụng biện pháp bảo lãnh. Các quyết định và lệnh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Hà đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.